Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục Lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Nho Quan của tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Đinh Văn Bản, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại thôn Sơn Cao, xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình về tội tàng trữ vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Đối tượng này cao 1m68 và có nốt ruồi cách 1cm trên sau đuôi lông mày trái. Còn về tội gây dối trật tự công cộng, công an thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Văn Hà sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại thôn Đoài Thượng, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình và đối tượng Nguyễn Huy Triều sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại thôn Thượng, xã An Vĩ, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh Hưng Yên cũng về tội gây dối trật tự công cộng. Đối tượng này cao 1m68 và có nốt ruồi cách 0,5cm dưới đuôi mắt trái. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 và 069 232 1667 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện